con chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Vlog Hoa Tiêu. Vlog Hoa Tiêu đang có một nguồn thông tin này muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh. Chúng ta cùng xem cái nguồn thông tin nào nhé. Nguồn thông tin này liên quan đến chị Hồng Loan, liên quan đến phía bên kia nữa cô chú anh chị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé. Vâng, cái nguồn tin này khá là quan trọng nhé. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé, cô chú anh chị và các bạn. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, mẹ con Cám mua hiệp mộ. Đến ngày 5 tháng 3, cố nghệ sĩ qua đời với lý do lo trước hậu sự cho cậu. Ngày 5 tháng 3, họp báo công khai nói Hồng Loan là con nuôi trong đám tang với lý do lấy lại danh dự cho cậu. Đến ngày 6 tháng 3, ký hợp đồng kinh doanh hình ảnh đám tang cố nghệ sĩ với công ty BH. Dù không phải là người thừa kế hợp pháp, không phải người đại diện được ủy quyền, lý do muốn giữ hình ảnh đẹp cho cậu. Ngày 27 tháng 3, bàn về việc xây mộ với đại diện Ho Viên Bình Dương, với sự góp mặt của bà Sáu, bà Phi Con, Sạc Pin, bà Ô Xin và vợ chồng chú Bảy, có mặt đầy đủ đội hình. Người chủ trì lại là đứa cháu khác họ kêu bằng cậu. Ngày 5 tháng 5 lập quy bằng di ngôn, di nguyện nhưng không thành vì không hợp lợ. Ngày 7 tháng 6, mẹ con HB gửi đơn kiện tranh chấp tài sản người có quyền lợi liên quan là quê con. Ngày 16 tháng 6 họp báo sao kê và tuyên bố. Ngày 3 tháng 10 khai trương bún bò từ thiện lập kỷ lục nói rằng bán một ngày 600 tô. Ngày 4 tháng 10 cộng đồng mạng phẫn nộ vì được xem một đoạn clip ghi lại hình ảnh thu gom tiền vàng tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, dù trước đó nhiều tin nhắn và clip được tung lên mạng với nội dung em nghèo, em không có tiền phải mượn tiền và bán vàng cưới lo cho cậu. Tuyên bố trong buổi họp báo biết chắc chắn sẽ thua nhưng vẫn âm thầm ủy viên cho người đại diện làm đơn đòi nhà cho mình theo di nguyện, cùng đồng bọn cầm đầu là Tiên Áo tung clip ghi âm lén phát tán thông tin bịa đặt xúc phạm công kích Hồng Loan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống của em ấy, điều khiển chỉ đạo và nhiều nick ảo cầm đầu công khai thách thức đối đầu với cộng đồng mạng, những live stream bình luận trên xa tút mang tính xúc phạm và khiêu khích. Suốt 3 năm trời, cậu ra vô bệnh viện để chữa bệnh, người khác lo, còn con cháu gái khác họ nói không biết gì hết. Đó cô chú, thì nói chung là buổi sáng ngày hôm nay là chú nghệ sĩ Lê Tín cũng rất là bức xúc, cũng chia sẻ một cái bài viết là nói về mẹ con Cám và cái ông Sạc Bên với cái con Ô Xin nha cô chú anh chị, đã với vợ chồng của chú Bảy Cọt Kèo. Thì trong cái đám tang á, mà cái hồi mà chú nghệ sĩ Vũ Linh á, là chưa có mắt nha cô chú anh chị, đó là cái con về con nó cũng lập mưu trước rồi, là nó mua cái hiệp mộ đồ ở trên Bình Dương á cô chú anh chị. Đó thì đến ngày 5 tháng 3 chú mới mất, thì cái lúc mà chú chưa mất nó đã sắp xếp hết nha cô chú anh chị. Đó thì chị Loan cũng không có biết gì luôn á, cho nên là hiện tại bây giờ là chú mà sẽ lơ tín với chị Loan cũng rất là bức xúc, cũng lên tiếng nói á, tại sao mà cậu chưa mất mà ba tôi chưa mất mà mới gì mà đi mua hòm đồ trước nha cô chú. Đó rồi cứ nói rằng là con ve con nó nói là trong đám tang đó là không có ai đi tiền phung điếu hết, là nó phải bán vàng cưới nè, nhẫn cưới nè, để lo cho cậu nó. Ủa
bán ở đâu ra cô chú anh chị. Thì xong rồi á là cũng có một cái clip nó ghi âm, nó quay lại cô chú anh chị đó. Thì nó đến nhà chị Loan á, là cái thằng chồng của nó là nắm điện thoại quay, thì nó cũng đi lục lọi ở trong cái căn phòng của nó cô chú đó. Thì cô chú anh chị cũng được biết á là còn rất là nhiều tiền với vàng nha cô chú đó. Thì nó gom hết nó đem đi, mà nó nói rằng á là này kia nha cô chú anh chị đó. Thì hiện tại bây giờ là cũng mùng năm Tết rồi cô chú đó, thì cũng gần đến là cái đám giỗ đầu của chúng là sẽ Vũ Linh rồi nè. Rồi chuẩn bị là mẹ con Cám sẽ đến nhà chị Loan để là xem xét những cái số đồ mà trong thời gian vừa qua của chúng chị đó bỏ tại nhà chị Loan này, thì cũng nên là dọn ra khỏi nhà luôn á cô chú. Thì chị Ni cũng có là lên tiếng rồi với chị luật sư Tuyết Ngọc nữa, cùng với chị Loan nữa, là qua sang năm nay cô chú đó sẽ làm là ra ngô ra khoi luôn, là cho mẹ con Cám phải dọn đồ, chứ không có biện minh là cái lý do này lý do kia đỡ mà cái đồ đạc của cô mẹ con que là đỡ tới tân nay luôn cô chú anh chị đó. Từ khi mà chúng mà sĩ Vũ Linh mất đó, nó cứ là nó trốn tránh sao kê tiền phun điếu nè, rồi những cái số đồ của nó còn bỏ lại này rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Mà đồ hiện tại bây giờ là đồ nó rất là hôi luôn, như cái ban công kia cô chú. Thì cô chú anh chị cũng được biết là ngày hôm qua là ngày mùng 4 Tết, con gấu bông nó cũng đã rớt xuống nha cô chú đó, nó rớt con gấu bông xuống. Thì em cũng đến quay xong rồi cũng giữ con gấu bông lại đó, rồi chờ chị Loan ra, rồi giao cho chị Loan này. Rồi sau buổi chiều đó chị Loan cũng có là rách bụng con gấu bông ra. Thì có những cái đồ vật gì ở bên trong con gấu bông hay không thì em không có biết nha cô chú anh chị đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là chị Loan sau khi mà đem vào nhà xem xong rồi á, là bắt đầu đem con gấu bông ra bỏ trong cái thùng rác á, là chị Loan thấy mấy anh em của tụi em, chị Loan cười rất là tươi luôn. Và chị Loan cũng có một cái lời nói cảm ơn anh em quay phim trước nhà nha, đã thấy con gấu bông rớt và cũng đã là giao lại cho chị Loan đó là coi xem xét nha cô chú anh chị đó. Nhưng mà trong cái con gấu bông rồi có một cái bịch nữa nha cô chú, thì một cái bịch đó là cái bịch ngân hàng nha, ngân hàng nha bạn. Nhưng mà trong đó là chứa những cái số đồ của con dê á cô chú. Thì ngày hôm qua em cũng đã quay chia sẻ rồi những cái hình ảnh đồ nè đó. Thì trong thời gian mà mẹ con Cám á, là ở nhà chú á đó, thì chắc có lẽ là đi ngân hàng rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì là những cái số đồ của con ve đó được đựng ở trong cái bịch ngân hàng nha cô chú đó. Nó nói nó không có tiền, không có tiền mà sao đi ngân hàng đồ này kia đồ đỡ gửi tiền á. Khi có gửi tiền ở trong ngân hàng nó mới là cấp cái bịch như vậy thôi nha cô chú anh chị đó. Cô chú ơi, thì nói chung á là buổi sáng ngày hôm nay trước nhà chị Loan cũng rất là bình yên nha cô chú. Thì cái con ve con á mà nó cứ nó nói cái này nói kia cô chú anh chị, đến nước này rồi mà nó cũng không đối diện với sự thật luôn á cô chú. Nó nói bây giờ phải chưa biết ai thắng ai thua. Ủa chưa thắng ai thua gì cô chú anh chị? Nhà thì nhà của cô chú mất thì đỡ lại cho con gái hưởng thôi, chứ nó là đứa cháu khác họ mà bây giờ nó nói chưa ai biết ai thắng ai thua. Cứ nó nắm cái di chúc miệng á cô chú anh chị, là nó đi kiện chị Loan. Kiện cái gì mà vô lý à, kiện đến nỗi mà bây giờ cái di chúc miệng là bên tòa án cũng đã là bác bỏ không có chịu nha cô chú. Cái bắt đầu là nó quay ra nó đi kiện là giấy khai sinh của chị Loan đó. Nó nói là chị Loan là con nuôi, con không hợp lợ, rồi nó làm là nó nói phải là hủy giấy khai sinh của chị Loan đồ này kia cô chú. Ủa đâu ra vậy? Nói thẳng thằng mà nói là của thì của người ta, mà mình là cứ ở nhờ mà mình cứ đòi muốn chiếm đoạt cái gì. Đáng nhẽ ra cô chú anh chị phải nói rằng á, chú cơ mang về nhà sống, thì sau khi mà chú mất á là mình tự tiện mình dọn đồ ra khỏi nhà, rồi mình kêu chị Loan là con gái của chú về ở nè. Cái đó mới đúng là cái đạo lý của cô chú anh chị. Chứ tự nhiên đi ở nhờ rồi mà chú mất rồi mà bây giờ là quay lại đòi ăn luôn cái nhà luôn, rồi đòi ăn luôn cái tài sản của người ta luôn. Ủa ở đâu ra vậy? Thảo bữa bây giờ mà có làm hay có ăn chứ, ở đâu ra mà của đâu mà cho không mà ăn. Đến nỗi mà những anh chị nhạc sĩ luôn sáng tác những cái bản nhạc ra, thì mình là ca sĩ mà mình muốn hát thì mình phải đi mua lại cái bản quyền nhạc đó mình hát chứ. Đây điên trộm giờ hát luôn cô chú, điên trộm về nè, rồi cái sửa lại cái trang là
lên cái kênh YouTube của mình, cái nói mình tự sáng tác cái MV đó. Đó, đến nỗi mà nhạc sĩ Phương Tháo cũng rất là bức xúc, cho nên là lên tiếng yêu cầu lại con que con á, là phải gỡ cái bài hát đó xuống nha cô chú anh chị đó. Rồi